Kylian Mbappe, Cody Gakpo, Marcus Rashford là dàn tiền đạo gây ấn tượng sau giai đoạn vòng bảng World Cup 2022. Kylian Mbappe ghi 3 bàn sau 3 trận cho tuyển Pháp, giúp Pháp vào vòng 16 đội sớm một lượt trận. Có Oscar thống kê tiền đạo của PSG đóng góp 50% vào số bàn thắng của Pháp sau vòng bảng, 6 bàn. Cody Gakpo trở thành phát hiện thú vị của tuyển Hà Lan tại World Cup 2022, chân sút 23 tuổi này có cùng 3 bàn với Mbappe đóng góp đến 60% số bàn thắng của Hà Lan ở vòng bảng 5 bàn, giá trị của Gakpo sẽ tăng cao sau khi World Cup 2022 khép lại. Alvaro Morata là tiền đạo thứ ba có 3 bàn sau giai đoạn vòng bảng, anh đóng góp 33% vào số bàn thắng của Tây Ban Nha, 9 bàn. Morata trở thành chân sút đáng tin cậy trong hệ thống của huấn luyện viên Luis Enrique. Marcus Rashford tỏa sáng trong màu áo tuyển Anh với 3 bàn sau 3 trận, trong đó có cú đúp bàn thắng vào lưới xứ Wales và khiến đội tuyển này bị loại khỏi World Cup. Tương tự Morata, Rashford đóng góp 33% vào tổng số bàn của Tam Sư sau vòng bảng, 9 bàn. Trong nhóm các cầu thủ ghi 3 bàn còn có Valencia của Ecuador, tuy nhiên đại diện Nam Mỹ này đã bị loại sau vòng bảng. Lionel Messi tiếp tục cho thấy tầm quan trọng ở tuyển Argentina với 3 bàn sau 4 trận với một siêu phẩm với Australia, đóng góp 40% vào số bàn của Argentina. Chỉ một cầu thủ Brazil ghi hai bàn sau giai đoạn vòng bảng là Richarlison, tiền đạo của Tottenham lập cú đút vào lưới Serbia hôm 24 tháng 11 đóng góp 66% vào số bàn của Selecao, 3 bàn. Ở tuyển Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes là chân sút tốt nhất với 2 bàn sau 3 trận, đóng góp 33% vào tổng số bàn thắng của đại diện châu Âu sau vòng bảng, 6 bàn. Ngoài ra, tiền vệ của MU còn có thêm 2 kiến tạo ở trận gặp Ghana hôm 24 tháng 11. Các đại diện của châu Á có 2 cầu thủ ghi được 2 bàn sau vòng bảng là cho Usung, Hàn Quốc và Ritsu Nhật Bản nhiều cầu thủ ghi được hai bàn sau giai đoạn vòng bảng nhưng đã bị loại bao gồm Kai Havertz, Dilat Fulcrac, Đức, Mehdi Tarimi, Iran, Alexander Mitrovic, Serbia hay Mohamed Kudus, Ghana.